Hôm nay thì mình sẽ tiến hành thay pin. Nếu mà các bạn đang có những cái tình trạng liên quan đến hư hỏng màn hình, mặt lưng hay là bất kỳ những cái linh kiện nào khác thì các bạn cũng có thể lưu ý cho bên mình là nên thay pin đồng thời trong quá trình này để tránh cho việc đợi điện thoại của các bạn cần phải tháo ra quá nhiều. Các bạn cũng cần lưu ý là việc thay pin của chiếc iPhone 12 Pro sẽ đem lại khá là nhiều lợi ích cho các bạn. Việc mà các bạn sử dụng những cái dòng pin mà có dung lượng đỉnh ấy nó quá thấp, ví dụ dưới 80%, thì việc khi mà các bạn chơi game, nhắn tin, lướt web thì nó cũng sẽ hơi bị giới hạn cái phần hiệu năng của chiếc máy. Ngoài ra thì thay pin cũng giúp cho các bạn có một cái thời gian sử dụng máy lâu hơn, không phải sạc liên tục và lo hết pin, và cũng không phải kè kè thêm là củ sạc dự phòng. Việc thay pin cũng giúp cho các linh kiện khác có tuổi thọ cao hơn, bảo vệ được bo mạch chủ và các linh kiện còn lại khỏi bị hư hại do là pin phồng lên. Cuối cùng là việc thay pin hay là thay nắp lưng cũng sẽ giúp máy có giá trị cao hơn khi các bạn muốn bán lại hoặc là trao đổi với người khác. Vậy trên đây là toàn bộ quá trình khá là minh bạch ở bên mình về quá trình thay pin của chiếc iPhone 12 Pro hay là quá trình thay mặt lưng của chiếc iPhone 12 Pro thôi. Các bạn có thể hoàn toàn làm tại nhà nếu có đủ các linh kiện hay là các thiết bị cần thiết. Nếu các bạn cần liên hệ cho bên mình thì các bạn có thể nhắn vào số Zalo mình để ở phần phía dưới mô tả video. Bên mình sẽ giúp đỡ cho các bạn một cách tận tình nhất. Tới đây thì nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.